rồi với một cơ số gấu bông đã ra đi không bao giờ trở lại dành cho các em thiếu nhi. Và ngay bây giờ ai có bà nội cha tụi bay bán vé không kịp, nó ngồi đó nó nhậu kìa trời. Chị tụi bay ngon lắm rồi. Bốn người đó là hôm nay đâu lãnh lương đúng không? Bữa nay tao phóng sanh bốn con này nè. Hẹn xong nha. Vé nè má, chạy bán vé bên đây nè. Trời ơi, cái con mọ nhỏ mày đầu bự nhất là nó cầm đầu đó. Bà nội cha nó đổi cái tóc bình thường nó chết. Chặt chị đó. Cái gì? Chặt chị. Chắc chặt được chị. Chị là có cái gì mà không chặt được nè. Chị là phải lấy cưa cưa nha. Dao chặt không được. Rồi cảm ơn quý vị khán giả và ai có bé chưa có bé trên tay giới giùm em cánh tay quý vị. Những lá bé cuối tay ít rủi nhiều may. Kìa quá ơi quá. Đó trời ơi, một về vé luôn mà chị nhiều. Bà nội cha nó ra nó không đẹp, nó còn đuôi nữa. Chị ơi, lấy guốc chị, trời đó chị. Lấy guốc nè, trời đó chị. Nó lội lông chân tao chưa cạo. Ủa con gái gì chưa chọn lông chân má. Bán vé đi chị. Rồi, hướng quả 1, 2, 3, giót. Mày chạy nhanh hơn bò giật mẹ hả? Sao la hầu chiếu mẹ gì mày chạy chậm với gì có yêu nghiệp. Cái gì? Bán vé đi má ơi, giày vé chót. Kính thưa quý vị, và bây giờ quý vị trên tài hướng máy thì sẽ bắt đầu dò số quý vị nha. Anh ơi, chơi miếng kẹt đi. Dạ. Hey! Đi ra trở lại đây. Ba mươi bảy.
cha mấy vì cha cuộc đời vì cha thở vì cha. Hôm qua em đi cầu quay qua cầu bị đập hai cây rồi dội lên thấy cái đầu em quay 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 29 rồi khỏi coi luôn rồi tự nguyện luôn rồi chúc mừng anh 55 nha. Dạ anh đổi là gấu bự anh ơi, không em được đổi gấu đổi bóng được không đó. Trời ơi thấy ghê quá trời ơi, nó còn áo đỏ nó cái gu nó lạ lạ đó anh. Dạ nhỏ nó được cái nghề phụ nữa là giật đồ đó anh, được lắm đó. Kính thưa quý vị, mà để thay đổi không khí và trên sân khấu sự trở lại của hai robot đoàn em và Hương Quả. Ủa nhỏ nhỏ kia tên gì quên rồi. Bổ thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, và ca khúc tiếp theo lớp nền cho vòng loại tiếp theo đó là ca khúc Hãy Cho Tôi và màn song ca của Hương Quả với Bảo Bảo quý vị ơi. Con gấu đi. Trời ơi con trà trộn vô đâu có biết con nào là con trúng thưởng đâu. Nhiều con rất nó nhiều quá chị ơi. Rồi cái thứ cái gì? Trời ai đẻ mà nhiều dữ vậy? Ai đẻ hệ người ta? Mày nhiều chuyện quá. Em hỏi vậy thôi. Nhưng nhiều chuyện gì bỏ không quầy. Cái thứ cái gì mà trong khi chờ đợi tất cả các nhân viên bán vé thì bên trên chúng ta sẽ có một trò chơi hết sức hấp dẫn. Chúng tôi sẽ có những phần quà may mắn dành cho các em thiếu nhi. Sở dĩ có phần chơi này giúp cho các em thiếu nhi sẽ dạn dĩ hơn. Vậy là đứng trước sân khấu chúng ta sẽ đứng trước đám đông thì các em sẽ dạn dĩ hơn, không phải rụt rè nữa quý vị. Đúng rồi quý vị ơi, tại vì gần đây á trên Facebook đang rộ tin là có nhiều vụ bắt cóc con nít, cho nên là các em con nít các em nhỏ chưa có tự chủ được á, cho nên là rất là dễ bị dụ dỗ, cho nên là em cùng với đoàn đã nghĩ ra được cái hình thức này để cho các em có thể dạng dĩ hơn trên sân khấu, để gặp những cái trường hợp có thể chi hô lên để cho người đó, thí dụ như mà mình gặp BD mà hơi nách gì mình la lên a a nhỏ đó hơi nách, tránh xa 20 cây số nha con nha. Rồi thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi và các con
nghe cho thật kỹ nha. Có nghĩa là tại vì các con sẽ rất là đông anh chị em. Bây giờ mình đứng xích ra ngoài này nè, đứng xích ra đây, đứng xích ra. Các con đứng xích ra. Trời, nó đông quá chị. Trời ơi, ở đâu mà như quân nguyên vậy đó. Em ơi, lương tổ xô không phải bia ôm, đừng ôm khách nữa em nha. Trời ơi là trời. Anh ơi, đừng có ôm đó, có ôm ôm em nè. Rồi, kính thưa quý vị và khi và các con ơi, lắng nghe nha. Xuống nhép chiếc dép vô hồng con đó cho tao coi. Mày, sao mà đi vô, đi vô. Rồi, đừng quên em, đừng quên em, đừng quên em. Kính thưa quý vị và các con nghe cho thật kỹ luật chơi như sau. Một đoạn nhạc sẽ nổi lên và các con phải nhảy theo bài hát. Và bài hát sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Nhớ nha, bất cứ lúc nào bà con phải đứng yên cái dáng của mình đang nhảy. Thí dụ như bây giờ anh ơi cho nhạc demo và cô Phi Thanh Vân bay xuống sân khấu nhảy thí dụ đi nè. Và thí dụ đây là nhảy. Hey. Dừng. Đó, cô phải giữ được dáng như thế nếu trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Trong vòng 36 tiếng. Dạ, yeah. Nếu mà đậu được 36 tiếng đi chang như vậy, chúng ta sẽ đoạt giải và có một cú bông mang về. Cô thua. Rồi, ngay bây giờ nó chơi vậy thôi. Nếu mà các con không giữ được dáng thì các con sẽ phải thua và phải ra về nha. Rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu đoạn nhạc nghe các con nghe thiệt kỹ nha. 1 2 3 và ấn nha. Nhảy ra. Nhảy ra. Trời ơi, trời ơi, từ từ nha. Về nè, về nè, về nè. Về em bác ơi, chung hợp nè chị. Hai, về, về, về con, về. Cái tình hình liệt lấy cái dẫn chị nè. Để dẫn chị nè. Rồi, về. Ai đứng dán còn lại mấy bó quà nha. Nè nè. Về luôn. Nè. Về luôn. Về luôn. Đâu? Con gái, về luôn. Đó. Đây, đứa nào nhảy sung nhất. Về luôn con ơi. Chưa chị ở lại, trời nó lâu chị nó về luôn. Con phải ở lại. Con ơi gì mới về chị mà không tao ở lại. Mày có nhảy không? Con có đứng dán đâu, ai đứng dán đâu, ai đứng dán đâu. Nè bà đó. Nè có nhảy không, có đứng dán không? Trời nó quay bên này nó chết một góc mặt luôn. Có nhảy không? Có phải không? Rồi bắt đầu nha. Rồi một số thí sinh đã ra về thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn nhạc tiếp theo. Các con nghe thật kỹ nha. Vô nhảy. Trời ơi, rõ ràng luôn. Trời ơi, còn ai nữa không? Quá xuất sắc mấy con ơi. Thôi bây giờ, một lần nữa nha. Một lần nữa nha. Ai nữa không? Bắt đầu mình trao quà luôn nha. Bắt đầu. Trời ơi, con ơi. Nó dầm nát cái bàn rồi ta. Dâng. Rồi vẫn là nói chứ. Vẫn là nói. Cậu bé tiêu điểm. Con ơi, con có cơ cấu gì trong người, có lò xo không vậy? Sao con bún dữ vậy? Có gì vậy? Rồi, cái thứ quý vị. Cái gì? Con trai mày, mày đẻ được hồi nào? Mày đẻ bằng đường gì? Đẻ bằng nách sao mày? Cái thứ quý vị. Đó, bây giờ mình có sơ xỉa bao nhiêu em nha. Từ từ ra ai nhúc nhích thua nha. Đó. Mình dừng chương gì từng khoảng mấy tiếng em, 8 tiếng thôi dạ, ha. 8 tiếng thôi. Rồi, để vậy đi bắt đầu sửa số. Thôi được 8 tiếng gì. Cỡ nửa ngày thôi được rồi. Nửa ngày thôi. Rồi bây giờ đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Thôi bây giờ đi kiểm tra đứa nào giơ tay lên mà có mùi là em cho đậu liền. Trời ơi, tìm đồng loại chương trình tìm đồng loại trời. Tại giống em á. Xin lỗi em Nguyên. 20 đứa trên sân khấu không có ai có mùi nặng như cưng hết trơn á. Mà chị cũng khảo sát nguyên cái quận Ninh Kiều, con mình em là nổi bật nhất đó. Rồi cái thứ quý vị. Anh này cười, anh không tin nè, anh hủy thương thôi. Trời ơi. Trời ơi. Anh kêu tao lại mày, tao lại mày. Anh sợ luôn. Rồi. Sao? Con rất là ngoan. Rồi bây giờ mình hạ cái tay xuống. Rồi mình xả dáng nè. Xả dáng nè. Xếp thành một hàng ngang dùm cho cô nhé. Rồi xếp một hàng ngang đi nè. Rồi, con đi lên đây. Phi Tinh Vân hãy cầm bịch quà của chúng ta đi nè. Dạ. Và chúng ta sẽ phỏng vấn tới đâu trao quà tới đó quý vị nha. Rồi, cô Phi Tinh Vân ơi, lẹ làng nhiều lắm, lấy bọc bự á. Rồi, bây giờ các con phải giới thiệu tên và đang học lớp mấy nghe không? Rồi quý vị ơi, trong khi chờ đợi quý vị hãy ủng hộ đoàn những lá bé cuối cùng quý vị nha. Rồi, khui ra đi nè. Thôi mà giờ dân khỏi trao đâu, để trong này tự lựa đi. Bà nội cha nó xé bao gấu, tôi giết nó chết. Con này cái cốt mà nó chó cắn, nó
giật kinh phong rồi nó chết nè. Rồi chưa? Rồi chưa? Được, ok không? Rồi bây giờ bắt đầu cô hỏi ai thì người đó bắt đầu quay về đằng kia lấy hấu và đi về nha. Dạ. Rồi con tên gì, mấy tuổi và học lớp mấy? Dạ con tên Nhã Quỳnh, con 7 tuổi và con học lớp 1.9. Ok, lại đằng kia chọn quà đi về nè. Rồi dạ. Mấy tuổi học lớp mấy con yêu? Dạ con tên Nguyễn Trung Hậu, lớp 10 tuổi, học lớp 4A. Quá xuất sắc, lời kia lấy quà con ơi. Rồi cầm micro và nói thật là giống dạc cho bà con mình biết con tên gì và ở đâu. Học lớp mấy? Dạ con tên là Nguyễn Võ Hải Anh, con học lớp 1.9, 7 tuổi. Rồi lời đằng kia nhận quà con ơi, con con. Dạ con tên là Trần Hoàng Khang, con 10 tuổi, con học lớp 4A6. Quá giỏi, lời đằng kia lấy quà con ơi. Con nói thiệt giống dạc lên. Con tên là Nguyễn Hoàng Dung, năm nay con 8 tuổi, con học lớp 2A. Xuất sắc, trời ơi, nó 8 tuổi nó bự hơn đứa 10 tuổi nữa ông nội ơi. Rồi, tiếp tục, quá đẹp trai luôn. Hôm con tên là Lê Trương Trấn Hân. Con học trường ở trường Cái Khế Mọn. Con học lớp 4A. Ok, quá giỏi luôn, có bạn gái chưa? Rồi, lấy quà đi, về kiếm bạn gái quá đẹp trai ông nội ơi. Phải rồi, bạn gái tưởng cô trở lên nha. Con tên là Khu Gia Thịnh, năm nay con 7 tuổi, con học lớp 2.2. Cái gì? Lấy quà Khu Gia Thịnh. Trời, nghe gì Khu Gia Thịnh. Thường quá à, qua đi đang nhận quà mày đẹp con, mày đặt tên gì đó. Rồi, con gái, trời ơi, đẹp gái như hoa hậu luôn, giới thiệu đi con. Con tên là Lâm Ánh Thư, 10 tuổi, lớp 4.11. Rồi, 10 tuổi, 4.11. Nhận quà con ơi, con mấy tuổi nè? Dạ, con tên là Trương Minh Uyên, con học lớp 1. Con học lớp 1A3, hôm nay con 7 tuổi, con học trường Thái Bình 1. Ồ, giống ca sĩ quá à. Rồi, vô con ơi, nhận quà liền tay. Đi ngay về chỗ con ơi. Rồi, lẹ. Con tên là Nắm Sử Học Tường Quay, con học lớp 4.11. À, quá giỏi. Rồi, nhận quà đi con. Rồi, con tên gì nè con? Con là Hữu Toàn, con học dạ 6 8. Bây giờ là 6 hay 8? Bây giờ là 6 hay 8? Ừ, chọn đi con. Con học lớp 1B1. Rồi, vậy là 6 tuổi rồi, 6 vô tuổi. Nhận quà con ơi. Nó sợ quá, nó không có nhớ tuổi nó luôn, nó phải dạng hơn quý vị nha. Tại rồi, vì nó nhìn chị ơi. Nó sợ, nhìn chị như con yêu tinh. Con tên là Nguyễn Thị Diễm Hí, lớp 4B1. Rồi, mấy tuổi rồi? Dạ 10 tuổi. 10 tuổi, mời con nhận quà. Rồi. Con tên là Hải Nguyễn Thành Hiền, học lớp 3A3. Nói chuyện lớn lên con. Mấy tuổi? Lớn nè, con giọng dạc lên nè. 9 tuổi. 9 tuổi, nhận quà. Đó, coi con mấy tuổi nè. Dạ, con 9 tuổi. Tên gì? Học ở đâu? Dạ, con tên là Nguyễn Phi Yến, học ở trường Long Hồng 1, lớp 4. Rồi, nhận quà con ơi. Rồi trời ơi con. Rồi thôi vô nhận quà luôn đi, con mấy tuổi tên gì? Kỳ quá. Con 4. Con tên là Cát, con học trường lớp Hồng, con tên là Huỳnh Yến. Trời ơi, nghe chưa? Xuất sắc luôn. Rồi vô nhận quà con ơi. Rồi chàng trai có hết cà phê trong người. Con tên gì? Con tên là Vũ Văn Long, con học trường 1.6. Trường 1.6. Trường gì? Trường gì? Trời ơi, nó trả lời sai chính xác đâu có bóp liền. Trời ơi. Không sao con, không sao. Em để cho em từ từ nói lại con. Nói. Con tên là Vũ Văn Long. Gia đình này bạo lực. Trời ơi, con không có được đánh em vậy nghe không? Mới mốt quýnh nó nhẹ nhàng lấy cái cây phản á, quýnh nó. À xin lỗi, đừng à. Lấy quýnh vô mông em thôi, hoặc là la em thôi. Chị làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa đó. Đó, làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa thôi. Với em trai nhỏ, phải cô cơ. Để con, nó đi luôn. Rồi bây giờ con này, chị bà chị nè. Con nói to rõ giọng dạc tên của mình nha. Con tên là Vũ Hồng. Mày kêu nó nói to ăn chi vậy? Nhưng mà vừa đủ nghe thôi con nha. Em sợ quá chị. Nói nè, rồi con tên gì nói cho bà con mình được biết nè. Tên là Dương Hà Báo Châu. Mấy tuổi? Con 9 tuổi, lộn con 10 tuổi. Ôi trời, trời. Chị mà chỉ dạy em chỉ một cái bóp vô đầu. Trời ơi con ơi, mai mốt không có đánh em nữa nghe không? Nhận quà. Rồi, tên gì nè? Con tên là Khởi Nguyên, con học lớp 3.1, 9 tuổi. Nhận quà luôn con nha. Rồi con gái, tên gì, mấy tuổi, cao quá rồi. Dạ con tên Giang Nghi, con 10 tuổi, con học lớp 4. Quá giỏi, nhận quà nha con. Rồi con trai tên gì con ơi? Con tên Cao Gia Hào, con học lớp 2A4, trường Đế Học Nhạc.
rồi vô nhận quà con nha. Rồi con trai, mấy tuổi, tên gì, học ở đâu nè? Con học trường học tiểu học Minh Khai. Con 7 tuổi. Bảo gì? Con tên là Bảo Duy nghe không? Nói chuyện người lớn phải dạ thương nghe không con? Rồi vô nhận quà đi về nè. Trời ơi, chị lộn xộn, con quýnh con mấy tuổi? Dạ, con 10 tuổi. Con tên Thái Nguyễn Minh Thơ, 1993. Mời con nhận quà nha. Rồi, quá đẹp trai, tên gì con ơi? Con tên Thái Nguyễn Gia Khánh, con lớp La Ba. Ba con có đi theo không? Không, cất luôn rồi. Rồi, mời con nhận quà. Rồi, con gái cuối cùng. Con tên Ngô Đồng Mẫn Vi, học trường tiểu học Trần Quốc Tản, lớp 3 sạc 5. Rồi, chúc mừng con. Rồi, nhận quà. Kính thưa quý vị, và vòng loại vừa...